Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn để demo một cây đàn Korg XC3000i. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về tổng quan về cái vóc dáng cây đàn. Thì các bạn có thể nhìn đây. Màu sắc của nó thì khá là đẹp và thiết kế bên dưới cũng khá là lạ mắt và sang trọng. Đó. Ok. Vậy cái giao diện của cái đàn này thì như nào? Các bạn nhìn đây, tôi sẽ nâng cái phần này lên thì nó sẽ che phủ ở đây là cái giao diện của nó và cái này tạo thành cái giá nhạc luôn. Đó. Ok. Đấy, để các bạn nhìn qua nhé. Ok. Bây giờ tôi sẽ thử một bài demo của cây đàn này. Bên phía này, cái này nó sẽ là volume này. Bên phía góc đây các bạn có thấy nó có cái để bật nguồn này, rồi là chỉnh mic này. Rồi ở đây là có cái để tăng giảm cái độ nặng phím, nhẹ và nặng. Rồi trên đây là các cái lựa chọn về cái hàng này là hàng các loại nhạc cụ tiếng. Đây là hàng của các loại tiết tấu. Đó. Rồi mình sẽ demo một bản nhạc. Ok, đó là một đoạn ngắn thôi. Và ở đây thì nó có chế độ, đang để ở chế độ piano này. Đấy, nếu các bạn tắt cái này đi thì các bạn sẽ là chơi tiết tấu đúng không? Thì các bạn thấy đây. Có thể chỉnh được những cái tùy thích của các bạn, ví dụ chỉnh tiếng trống nó tăng giảm, đây volume của nó đang là 126, mình có thể giảm trống đi. Đó. Rồi là các phần ví dụ như là đây bộ gõ này, phần đàn bass này, con 1 2 3 này. Đó thì cái này các bạn có thể tùy chỉnh ở hai cái hàng trên dưới, chỉnh lên chỉnh xuống. Đó. Rồi các bạn mình có thể ghi âm, rồi là ở đây có tempo này, dịch giọng này, lên một octave. Đó. Thì cái đàn này là cái sự kết hợp giữa cả đàn organ và đàn piano, rất là tiện với cái tờ phân khúc, giá cũng khá là vừa vặn cho các bạn. Ok, mình sẽ xin giới thiệu qua như vậy. Mình sẽ đánh lại một chút về tiếng piano để các bạn nghe nhé.